Xin chào các bạn, tôi là Mộc Lan. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tôi biết là hiện tại tôi biết là rất nhiều bạn đang sử dụng phần mềm miễn phí của Mộc Lan. Và những cái bạn biết đến Mộc Lan từ ngày xưa rồi thì không nói. Nhưng mà rất là nhiều bạn mới biết đến cái phần mềm miễn phí này của Mộc Lan. Mặc dù bây giờ là năm 2021 rồi, Mộc Lan đã đăng tải tặng phần mềm cách đây là qua 5-6 năm rồi. Qua các năm thì nó có mỗi năm nó nâng cấp một chút. Tuy nhiên là về bản chất thì là vẫn là gì? Mục tiêu là để nâng cấp phần mềm ngày càng tiện ích hơn cho các bạn thôi. Thế thì nhiều bạn thắc mắc là ở bản free này chị tặng miễn phí thì có phải là không dùng được không? Hay là chỉ để dùng thử vài ngày xong là mất không? Không, không có chuyện đó nhé. Các bạn biết này, bản free của Mộc Lan tặng ấy, tặng là tặng để cho các bạn làm thật, sử dụng có ích trong công việc thật. Cái phần mềm này nó rất là hay. Mình cũng phải, Mộc Lan bản thân mình làm ra, mình cũng phải công nhận với các bạn là nó rất là hay. Hay ở cái là nó phù hợp với các bạn. Các bạn hiểu không ạ? Hiện tại thì trên thị trường có rất nhiều phần mềm kế toán Excel của các bên khác nhau thiết kế. Tuy nhiên thì phần mềm xịn quá ấy, thì chưa chắc các bạn đã đạt đến cái trình độ để các bạn có thể là ví dụ những cái phần mềm được lập trình thì các bạn Excel các bạn còn chưa hiểu hết thì làm sao mà các bạn sửa lỗi được lập trình, đúng không? Cái phần mềm này nó làm sao nó hay ở cái là nó phù hợp, và nó nếu mà so về dễ sử dụng thì nó rất dễ sử dụng, và cái nữa là nó tiện. Bạn nhìn thấy này, cái phần mềm của Mộc Lan nó có đủ các cái phân hệ nhé, nó không thua kém gì các cái phần mềm ví dụ các bạn mua mà cái phần mềm cùi cùi có phí cũng vài triệu bạc mà dùng không ăn thua đâu. Bạn biết là nhiều doanh nghiệp mà mua phần mềm rất là đắt tiền nhưng họ lại chung thủy lại quay về với Excel. Bởi vì là cái thằng Excel nó có cái hay là mình có thể tùy biến được, nó phù hợp cho doanh nghiệp mình. Vì các bạn biết là mỗi doanh nghiệp nó có những cái khác, nhất là nội bộ họ cần quản lý riêng ấy, thì chẳng đặt ở đâu được. Nếu mà đặt mua phần mềm đặt thiết kế riêng ấy rất là tốn kém. Những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ họ có những cái nhu cầu riêng, nó rất bình thường thôi, nhưng mà nó là riêng biệt, không 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 phải giống doanh nghiệp nào nên họ có thể là theo dõi trên Excel, họ bỏ phần mềm họ không mua phần mềm. Nên cái thằng Excel nó đáp ứng cho các bạn nhu cầu là về tính linh hoạt. Cái thứ nữa là tôi không phải là tôi viết vào phần mềm mà tôi khen hay, mà tôi cảm thấy là nó phù hợp và các bạn thấy cũng rất là nhiều người đón nhận, là các bạn thấy là nó ok thì người ta mới đón nhận qua nhiều năm, đúng không ạ? Đầu tiên là dùng Excel các bạn sẽ không bị mất gốc. Không bị mất gốc bởi vì sao? Toàn bộ các cái sổ sách Excel này của Mộc Lan thiết kế đều có công thức Excel. Và khi mà nhìn vào những cái công thức Excel này ấy, bạn có thể hiểu được cái nguồn, cái cách chạy sổ nó như thế nào. Tất nhiên là một người không biết gì về Excel thì các bạn không thể nào hiểu được rồi. Nên khi bạn đã dùng phần mềm Excel miễn phí thì Google để làm gì? Đúng không? Google dùng để làm gì? Chúng ta lên Google chúng ta có thể tìm hiểu thêm về cái cách đọc hiểu hàm này có nghĩa là gì, hàm này có ý nghĩa là gì, để chúng ta đọc hiểu được cái phần mềm và chúng ta đọc hiểu được cái cách chạy của các cái số liệu đó. Các bạn làm Excel nó hay ở cái là các bạn kiểm soát được toàn bộ các số liệu, kiểm soát được nguồn, cách chạy lên báo cáo tài chính thì các bạn sẽ không bị mất gốc. Tuy nhiên thì không phải là tôi cổ vũ các bạn là mãi mãi sử dụng Excel. Mình sử dụng Excel chọn lọc, mình sử dụng Excel cho phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Không phải Mộc Lan chỉ làm trên Excel đâu, Mộc Lan kết hợp cả phần mềm kế toán MISA. Không phải tôi dạy các bạn làm Excel là chúng tôi cổ hủ, chúng tôi không biết dùng phần mềm đâu nhá. Mà chúng tôi đã có kinh nghiệm làm nhiều năm rồi và chúng tôi biết nhận định được rằng là cái phần mềm nào nó sẽ phù hợp với đối tượng nào ở cái thời điểm nào. Nên tôi khuyên là tất cả những bạn nào mà mới vào trong ngành ấy, bạn nào mà bập bẹ mới ra trường, mới đi làm kế toán ấy, các bạn nên sử dụng Excel đi, không thừa đâu. Excel nó hay lắm, nó giúp cho bạn nhớ lâu, càng sai nhiều thì càng nhớ lâu. Bạn làm trên phần mềm nó tiện quá là tiện. Bạn có thể chỉ lên Google gõ cách sử dụng rồi bạn nhập theo như một cái máy và nó tự ra cho bạn cái số liệu như một cái máy luôn, đúng không? Đấy là lý do mà rất nhiều kế toán hiện nay lên được báo cáo tài chính mấy năm rồi nhưng mà vẫn không có kinh nghiệm, nói đến quyết toán là run rẽ đất.
Có khi là sợ xin nghỉ vì sợ phạt nhiều mà. Sao? Không hiểu bản chất. Trước giờ cứ làm máy nó tự chạy có hiểu gì đâu. Đấy. Nên là cái gì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm. Excel thì thủ công. Tất nhiên là nó thủ công hơn phần mềm rồi. Mất thời gian. Nhưng đổi lại, bạn lại nhớ. Bạn lại hiểu. Mà kiến thức nó đã vào đầu mình rồi thì không bao giờ quên được. Chỉ sợ kiến thức nó ở đầu người ta thôi. Kiến thức nó ở trong cái máy lập trình sẵn ấy. Trên phần mềm lập trình sẵn ấy thì là kiến thức của người ta không phải của mình. Mà các bạn hiểu được rằng là phần mềm thì tất cả là đều thiết lập dựa trên nguyên tắc kế toán thôi. Nên là dù bạn làm trên Excel hay trên phần mềm bất kỳ nào đấy, nếu bạn hiểu bản chất thì làm như nhau thì đều ra số liệu và có tài chính như nhau mà thôi. Nó đều có chung một cái công thức chung cả. Nhưng mà đấy là trong trường hợp là phần mềm lập trình đúng nhá. Làm Excel này có sự sai sót nên là đảm bảo bạn phải hiểu về kế toán, hiểu cả về Excel. Nó là cả một quá trình. Bạn đã được nhận phần mềm miễn phí rồi thì bạn phải đầu tư thời gian bạn tìm hiểu thêm. Bạn đã được thừa hưởng những thứ mà chúng tôi đã cho sẵn. Ví dụ như là chúng tôi đã thiết lập các cái sổ nhé, sổ cái, sổ chi tiết. Nó rất là đầy đủ công thức rồi. Có sẵn như thế rồi bạn được thừa hưởng, bạn quá sướng rồi. Bây giờ chỉ cần đọc hiểu công thức thôi là mình có thể là được thừa hưởng cái phần mềm xịn sò như thế này để chúng mình làm tiếp. À, vĩnh viễn là không phải sử dụng cho năm nay mà dùng được cho các cái năm về sau. Có sướng không ạ? Mà bạn còn lười, bạn không chịu học thì chẳng có cái, bạn còn lười, bạn không chịu tìm hiểu thì chẳng có một cái gì là tự nhiên đến đâu các bạn ạ. Nhá. Nên là đừng ngừng than vãn đi. Ngừng than vãn. Ngừng tham gia những cái môi trường tiêu cực. Tôi thấy đăng phần mềm miễn phí là ông vào nói thế nọ, bà vào nói thế kia. Tôi xin nói các bạn, một phần mềm mua mười mấy triệu, 20 triệu, mười mấy triệu Misa đấy, còn gọi lên tổng đài còn không được bắt máy kịp, gọi lên còn mất tiền, gọi bao nhiêu lâu, gọi lên gọi xuống còn không không mất tiền mà còn không có người hỗ trợ đấy. Mua phần mềm cũng mười mấy triệu đấy, không phải là miễn phí mà còn chưa ăn ai. Bây giờ các bạn sử dụng phần mềm miễn phí mà các bạn đòi là không biết cái gì mà các bạn làm sành điệu luôn thì làm gì có cái chuyện đấy, đúng không? Nên là các bạn hãy thức tỉnh đi một chút, đừng có mà đổ lỗi cho người khác hoặc là than vãn là mình không may mắn nọ kia. Có những cái đây này, ai cũng được tiếp cận phần mềm tôi tặng, ai cũng được tiếp cận, ai cũng được sờ đến cả, nhưng mà không phải ai cũng làm được. Vì bạn không chịu bỏ thời gian ra thì bạn có nó cũng chỉ để xó mà thôi. Phần mềm này thì Mộc Lan cực kỳ tâm huyết luôn. Nói thật với các bạn là nếu mà ngày xưa mà Mộc Lan tìm kiếm được một cái phần mềm nó hay như thế này, không thấy, tìm không ra. Mà bây giờ nhiều bạn là thừa hưởng có sẵn rồi nhưng mà không biết khai thác cái nguồn tài nguyên sẵn có mà người đi trước để lại, nó cực kỳ hay để các bạn khai thác tốt, các bạn ứng dụng vào công việc của các bạn. Tôi hướng dẫn qua cho các bạn một chút về cái phần mềm này, nó dễ lắm. Nó dễ sử dụng cực kỳ luôn. Đây là cái phần nhập liệu chi tiết, bạn hiểu đơn giản là bạn ghi chép vào đâu, hàng ngày phát sinh cái gì thì bạn sẽ ghi chép vào cái phần nhập liệu này. Tất cả mọi cái vấn đề phát sinh của doanh nghiệp thì sau khi bạn ghi chép vào nhập liệu này thì dữ liệu nó sẽ tự động chạy lên cái bộ báo cáo tài chính này. Nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ nhé, nhưng mà trước khi đi vào ghi chép thì các bạn phải nhập số dư ban đầu. Và cái phần mềm này thì cái số dư ban đầu nó lại bị ẩn đi. Nó lại ở trong phần bảng cân đối tài khoản này, nó mới có chữ nhập số dư ban đầu này. Thế còn ở ngoài này bạn không nhìn thấy nhập số dư ban đầu đâu. Vì nó chật quá rồi, nó hết phần để cho các cái phân hệ vào rồi. Nên Mộc Lan có cho nó vào bên trong này. Và khi bạn vào bảng cân đối tài khoản thì các bạn sẽ điền được số dư ban đầu. Đây là phân hệ để các bạn điền số dư ban đầu. Và các bạn chú ý là số dư bạn chỉ cần điền vào tài khoản chi tiết thôi. Còn tài khoản mẹ thì đã được đặt thả công thức để nó tự chạy lên rồi nhá. Nên là các bạn không cần phải điền vào cái tài khoản mẹ nữa. Là công việc đầu tiên của kế toán là phải xem doanh nghiệp thành lập từ những năm nào. Nếu mà thành lập từ năm trước thì phải nhập số dư ban đầu. Sau đó các bạn mới đi vào ghi chép. Thì ghi chép ở đây là nhập liệu.
Đây là sổ nhập liệu ghi chép nhé. Tuy nhiên thì khi ghi chép xong thì để tiết kiệm thao tác, ví dụ là chúng ta ghi chép nhưng mà có những cái mà chúng ta cần phải theo dõi chi tiết, đúng không? Tôi ví dụ như là công nợ chẳng hạn, bạn phải theo dõi chi tiết mà, đúng không? Bây giờ tôi bán hàng cho ai? Tôi bán hàng cho một trong một năm tôi bán cho hàng trăm người. Thì bây giờ có những người họ sản phẩm họ trả tiền luôn, nhưng cũng có người họ chưa trả tiền. Thế thì làm sao? Nếu mà anh ghi chép ở trên đây thì cũng không thể đủ được là anh ghi chép ở trên đây mà anh không không có ghi cụ thể ký hiệu ra cái khoản nợ này là của ai ấy, thì bạn không thể nào biết được. Và cái vấn đề công nợ thì tất nhiên là mình cho ai nợ mình phải theo dõi theo từng người để mình biết mình đòi tiền rồi. Nên là khi nhập liệu, ngoài cái phần định khoản nợ có và số tiền ra thì Mộc Lan có thiết kế thêm cái phần là mã đối tượng nợ có tương ứng với là, ví dụ là trong kỳ bạn định khoản nhé, định khoản công nợ thì chỉ có hai tài khoản, 131 là phải thu của khách hàng và 331 là phải trả nhà cung cấp. Nên là khi bạn đã định khoản vào tài khoản nợ ở đây, nó là tài khoản 331 là phải trả cho nhà cung cấp, thì tại cái mục này, tại cái cục cái một cái cột mã khách hàng nhà cung cấp nợ này, bạn phải chi tiết là phải trả cho đối tượng nào, phải trả cho cái nhà cung cấp nào. Khi mà định khoản tài khoản 331 ở bên nợ thì đối tượng bạn mã khách hàng cũng phải điền là mã bên nợ. Còn ví dụ ở đây tôi điền là tài khoản công nợ, ví dụ là nợ 1561, nợ 156 đi, có 331 với số tiền là 1 triệu. Và đối tượng ở đây thì lúc này cái tài khoản 331 nằm bên có thì tôi lại phải tạo mã đối tượng ở bên có. Đấy, các bạn phải hiểu cái bản chất nó là như thế. Chứ không phải là các bạn cứ nhập vào đây mà không chi tiết đối tượng là nó tự ra cho bạn đâu nhá, biết chưa? Ngoài ra thì nhiều bạn hỏi, ơ, thế bây giờ ví dụ em chưa có cái mã đối tượng ở đây thì em làm như thế nào? Bây giờ mà bạn mà chưa tạo cái mã đối tượng ở đây ý, thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn này. Bạn sẽ vào menu, vào cái phần kế toán công nợ, vào danh mục khách hàng nhà cung cấp. Đây sẽ là mục để các bạn khai báo các mã khách hàng hay mã nhà cung cấp tương ứng vào đây. Ấy, nó hay lắm các bạn ơi, nó hay lắm. Nó có phần nọ liên kết với phần kia mà chúng ta chỉ cần thao tác đúng thôi là nó tự động chạy ra các sổ công nợ hay là sổ báo cáo tài chính cho các bạn rồi. Hay lắm.